Vĩnh và Thảo Hiền xin kính chào quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình truyền hình công nhân công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhiều sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân không thể xuất ra thị trường nước ngoài nên có giá tiêu thụ khá thấp. Để hỗ trợ cho bà con, nhiều cá nhân, đơn vị đã tổ chức hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Hoạt động này vô cùng ý nghĩa, giúp người nông dân bán được sản phẩm với giá hợp lý hơn. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, sau một tuần hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động thành phố về việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản bị rớt giá, các cấp công đoàn thành phố đã chuyển giao 100 tấn dưa hấu từ huyện Romana, tỉnh Đắk Lắk về cho đại diện các công đoàn cơ sở. Chương trình còn hướng đến mục tiêu giúp cho công nhân lao động thưởng thức trái cây có nguồn gốc an toàn với giá rẻ. Đó cũng là nội dung mở đầu cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các mặt hàng nông sản tại nhiều địa phương trên cả nước gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, đặc biệt là dưa hấu, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và thu nhập của bà con nông dân. Có thời điểm dưa rớt giá kỷ lục, chỉ còn từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng một ký. Người nông dân chỉ còn biết khóc ròng, nhìn hàng chục tấn dưa hấu nằm lại tại ruộng không người thu mua. Những giọt mồ hôi mặn đắng chảy hòa nước mắt vì thất bát. Bây giờ nếu như mà tính ra một công làm dưa như vậy thì từ cái ngày mà mình xuống giống á đến ngày thu hoạch á thì tùy theo mùa, nhưng mà thời tiết hiện nay á thì khoảng cỡ 70 đến 75 ngày. Và một công như vậy đầu tư á, thì làm ví dụ như nông dân ở đây đầu tư như vậy này, họ đầu tư mạnh, họ chăm sóc phân bón nhiều á thì khoảng 10 đến 11 triệu một công. Mà bây giờ dưa hiện nay thì anh thấy đấy, dưa chỉ có 2-3 ngàn, 1-2 ngàn cũng có nữa, thì ít ra nếu mà dưa mà 1 ngàn á thì dân phải lỗ ít nhất phải 8 triệu một công. Còn nếu dưa 2 ngàn thì lỗ được khoảng cỡ 6 triệu. Từ cái lúc mà ảnh hưởng dịch thì bây giờ cửa khẩu Trung Quốc nó đóng cửa, thì bây giờ nông sản như thế này đâu có bán được đâu chú. Hàng hóa thì cứ ứ trừ lại như vậy á, không bán được thì dưa mắc giá. Dưa nó quá rẻ luôn, người nông dân thì anh thấy rất nợ, càng thêm nợ nữa, chồng chất rất là khổ luôn. Như các anh chị thấy thì bây giờ cánh đồng dưa thì đã đến mùa thu hoạch rồi, thế nhưng mà không có cái đầu ra. Bà con ở đây cũng chỉ mong làm sao đấy để bù đắp được cái một phần cái chi phí đã đầu tư ra, đã bỏ ra, chứ còn bây giờ đến cái thời điểm này để mà nói thì cái cũng không mong gì về cái lợi nhuận, về cái khi mà bà bỏ vốn ra đầu tư nữa. Từ lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động huyện Romana, tỉnh Đắk Lắk về việc hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu của bà con nông dân trên địa bàn huyện, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận thấy đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Từ ngày 18 tháng 2, Liên đoàn Lao động thành phố đã vận động các cấp công đoàn tuyên truyền người lao động trên địa bàn thành phố cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ dưa. Bên cạnh đó cũng đã tổ chức đoàn đi khảo sát tại các ruộng dưa trên địa bàn huyện Romana, tỉnh Đắk Lắk nhằm ghi nhận số lượng dưa hấu cần tiêu thụ để hỗ trợ. Căn cứ vào số lượng đăng ký hỗ trợ của công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ thu mua 100 tấn dưa tại ruộng cho bà con nông dân với giá 4.000 đồng một ký, cộng với chi phí vận chuyển hao hụt từ Đắk Lắk về Thành phố Hồ Chí Minh, và thông qua các công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp bán lại cho công nhân lao động với giá 5.000 đồng một ký. Thu mua với giá hỗ trợ cho nông dân và bán ra với giá ưu đãi cho công nhân lao động, đây chính là tấm lòng mà Liên đoàn Lao động thành phố gửi đến bà con nông dân, mong muốn hỗ trợ phần nào những khó khăn mà người nông dân gặp phải trong giai đoạn này. Chương trình có sự đồng lòng và tham gia rất nhiệt tình của các công đoàn cơ sở các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi hình thành các điểm bán dưa để góp phần lan tỏa đối với cộng đồng. Sự tham gia nhiệt tình của công đoàn cơ sở các cấp chính là chìa khóa để chương trình hỗ trợ nông sản cho bà con nông dân thành công. Hội Liên đoàn thành phố có triển khai đến công nhân chức lao động trên toàn thành phố việc hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu, thì Liên đoàn Lao động quận Tân Phú tích cực tham gia tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ của công nhân chức lao động cũng như là nhân dân trên địa bàn. Thì đợt này là Liên đoàn Lao động quận Tân Phú đăng ký tất cả là 8 tấn để hỗ trợ. Bằng những hoạt động tuyên truyền thiết thực và tích cực, chương trình đã có sự lan tỏa mạnh đối với xã hội trong việc chia sẻ khó khăn đối với bà con nông dân trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Việc chung tay chia sẻ với bà con nông dân trong thời gian khó khăn này là việc làm rất ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực cho công đoàn các cấp.
tham gia cái hoạt động này thì cảm thấy rất là vui. Bởi vậy thì ở đơn vị á thì mình cũng kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ để cứu trợ cái dưa hấu cho nông dân. Mặc dù cái này là đóng góp nhỏ bé nhưng mà nhiều người góp lại thì sẽ là một cái hành động rất là có ý nghĩa. Những chuyến xe vẫn xuôi ngược hối hả từ thành phố Hồ Chí Minh về Đắk Lắk thu gom dưa của bà con mang về tiêu thụ. Những chuyến xe chở đầy nghĩa tình công đoàn đã thể hiện sự liên kết, chia sẻ giữa giai cấp công nhân với nông dân. Mỗi chuyến xe cập bến sẽ vơi đi nỗi lo toan của người nông dân huyện Krông Anna. Mỗi quả dưa bán ra là một sự sẻ chia phần nào những nhọc nhằn của người nông dân, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và tình cảm của giai cấp công nhân thành phố Hồ Chí Minh đối với nông dân tỉnh Đắk Lắk. Nhằm chăm lo cho đoàn viên nghiệp đoàn giáo viên mầm non vượt qua giai đoạn khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng thời thể hiện sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn đối với người lao động khu vực phi kết cấu. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, sáng ngày 7 tháng 3, tại Nhà văn hóa lao động quận 12, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức họp mặt nữ đoàn viên nghiệp đoàn giáo viên mầm non. Đây là bộ phận chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh COVID-19. Ban tổ chức đã trao 349 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt cho đoàn viên thuộc 3 nghiệp đoàn giáo viên mầm non của quận 12. Cái ảnh hưởng của cái dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra thì từ Tết cho đến giờ thì nó ảnh hưởng đến cái việc làm và thu nhập của những công đoàn viên của các cái nghiệp đoàn giáo viên mầm non. Nên để đồng hành cùng với những đoàn viên công đoàn và chia sẻ những cái khó khăn đó thì Liên đoàn Lao động thành phố đã quyết định chăm lo cho 742 đoàn viên công đoàn của 18 cái nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Rất là xúc động và thấy như là bên lãnh đạo nhà nước cũng rất là quan tâm đến đời sống của giáo viên mà liên đoàn trao cho nó không phải là nhiều, nhưng mà về tình cảm và về cái tinh thần thì mình thấy là cái điều đấy nó rất là hiệu quả, nó góp phần cái tâm lý để cho giáo viên có động lực hơn. Cũng trong giai đoạn khó khăn do tình hình dịch cúm COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố đã kịp thời chăm lo đột xuất cho 742 đoàn viên nghiệp đoàn giáo viên mầm non thuộc 18 nghiệp đoàn mầm non trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền chăm lo lên đến 890 triệu đồng. Những phần quà này sẽ nhanh chóng được trao đến tận tay các chị em. Tuy giá trị không lớn, nhưng với sự quan tâm của tổ chức công đoàn thành phố sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ giáo viên mầm non yên tâm tiếp tục gắn bó với công việc dạy trẻ sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Thưa quý vị, trong thời gian qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của mọi người, mọi nhà. Với công nhân viên chức, người lao động, điều này càng khó khăn hơn khi con thì phải nghỉ học, bố mẹ vẫn phải đi làm. Cũng từ đây, nhiều hoạt động hỗ trợ nhau chăm sóc con cái, chia nhau ra đi làm trong công nhân đã ra đời. Đồng thời, chúng tôi ghi nhận được nhiều trường hợp các chủ nhà trọ giữ con để công nhân tiếp tục tham gia sản xuất. Mời quý khán giả đến với những ghi nhận của phóng viên chúng tôi ngay sau đây. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 sau Tết, nên nhiều trường học, cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng hoạt động, dẫn đến việc con công nhân phải nghỉ học dài ngày. Hiểu được nỗi khổ của các gia đình công nhân trong việc kiếm chỗ gửi con, nhiều chủ nhà trọ đã sẵn lòng hỗ trợ nhằm san sẻ một phần khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thành, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn là một trong những chủ nhà trọ có tấm lòng thơm thảo. Bà có 110 phòng trọ, người thuê chủ yếu là công nhân ngoài tỉnh và làm việc trong các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn huyện. Thời gian nghỉ học kéo dài sau Tết khiến nhiều công nhân ở trọ hết sức lo lắng. Để động viên họ an tâm làm việc, bà chủ nhà trọ thân thương tình nguyện trông giúp các cháu từ 1 đến 2 tuổi. Các cháu trên 8 tuổi thì tự học, ăn uống và chơi ở nhà. Khi nào rảnh, bà chạy sang trông chừng nhắc nhở. Nói chứ giờ đi học thì dù trường hợp mà vô trong trường mà nó không giữ gì sinh được một đứa đó vì nó lây hết cả nhà trọ là khổ tim. Thì thôi giờ các bạn công nhân mà đi làm giữ con được thì đứa nào đi thì nói có khó khăn thì gửi tư dự giùm cho.
rồi mình thấy vậy thôi giờ giúp đỡ cho nó chứ dịch này từ đầu lắm. Nói chung là tôi không tính tiền tính bạc gì, từ bắt đầu ngày dịch mà cô nhà trường cho nghỉ thì từ giờ lúc tới nay thôi. Việc làm thiết thực của bà Nguyễn Thị Thành khiến nhiều người lao động ở trọ cảm kích và quý mến. Có sự hỗ trợ của Thành thì cũng an tâm đi làm, đi ổn định cuộc sống. Thì muốn dịch qua mau chóng qua để cháu đi học chứ nghỉ nhiều quá sợ quên bài á. Ba mẹ đi làm thì an tâm tin tưởng, tại trường có cô lo cho cơm nước con cái đồ ổn định thì chiều về mình rước nó thôi. Cô Thành tốt, chắc là vui vẻ từ lúc chuyển tới ở đây tới giờ là không muốn chuyển đi đâu nữa luôn á. Dạ con rất thương bà. Con quý bà Tư vì bà Tư thương tụi con đi thường phát đồ cho tụi con. Không chỉ có khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Thành ở Hóc Môn, chúng tôi ghé qua khu nhà trọ của bà Bùi Thị Bên, phường Tăng Nhân Phú A, quận 9. Trong đó nửa tháng qua, khu nhà trọ của bà lúc nào cũng rộn rã tiếng trẻ con cười đùa ôn bài. Ba mẹ đi làm hết, ba mẹ phải gửi con trên nội để chơi với mấy bạn. Con lên đây là để cô Bích dạy cho con, dạy tiếng Việt, toán để con lên lớp con không bị quên bài. Khi mà ba mẹ các bé đi làm thì là gọi các cháu lên đây từ hôm mùa dịch tới giờ. Thì gia đình tôi thì cũng có một cô con dâu làm bên Học viện Đông Sài Gòn. Thì trong cái mùa dịch này thì các cô cũng nghỉ, thì con cũng ở nhà hỗ trợ cùng tôi chăm sóc chơi rồi đồ chơi rồi học hành rồi lo cho các cháu ăn nghỉ. Nên đây là gia đình tôi cũng làm được một điều nhỏ để giúp cho các chị em công nhân yên tâm làm việc sản xuất để ổn định cuộc sống. Cho thuê nhà trọ được 23 năm, hiện bà Bên có 40 phòng trọ với khoảng 120 công nhân người lao động thuê ở. Các khu trọ giờ có đến từ 10 đến 15 trẻ là con em của công nhân được nghỉ học. Thế nên từ sau Tết, khu nhà trọ của bà lúc nào cũng đông đúc trẻ con như thế này. Không chỉ trông giúp, bà còn dạy học và nấu ăn miễn phí cho các em. Mình rất là yên tâm luôn đó khi mà có cô bên đây để gửi con để có thể đi làm. Với cô cũng chăm con rất là cẩn thận luôn, cho con ăn, cho con ngủ rất là thoải mái. Nên là khi nào mà mình rất là yên tâm và cảm ơn cô có một cái tấm lòng rất là cao cả. Mặc những kẻ vô tâm trục lợi trong mùa dịch Covid-19, ở đâu đó của Sài Gòn vẫn luôn ấm áp tình người để những lo lắng mùa dịch sớm trôi đi. Không chỉ những chủ nhà trọ như bà Bên, bà Thành, mà có lẽ ở nhiều nơi trên cả nước, vô số chủ nhà trọ khác vẫn đang trông giúp, săn sóc chu đáo cho con em công nhân, người lao động, giúp người thuê trọ an tâm làm việc giữa nỗi bất an vẫn còn trong mùa dịch. Thưa quý vị, vừa qua, chúng tôi có nhận được một ý kiến thắc mắc của một bạn khán giả trẻ. Bạn đang đi làm với mức lương tốt thì nhận được giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự. Vì lo sợ mất đi công việc đang có, gia đình bạn có ý định tìm cách để bạn không phải nhập ngũ. Điều này có vi phạm pháp luật hay không? Chúng ta sẽ được luật gia Trần Văn Triều giải đáp ngay sau đây. Như chúng ta biết thì cái nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ dễ dàng của công dân. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nghĩa vụ quân sự thì có hai dạng, một là nghĩa vụ tài ngũ và nghĩa vụ theo ngạch dự bị theo quy định pháp luật. Bảo vệ tổ quốc cũng là nghĩa vụ thiêng liêng, do đó thì bạn không nên trốn tránh, tìm mọi cách để không đi. Theo quy định tại điều 59 của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có quy định rất cụ thể là đối với tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối hoặc gian dối trong thực hiện nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó thì bạn cũng không nên có cái hành vi là trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Bộ luật lao động hiện hành thì quy định cũng rất rõ tại điều 32 đối với những trường hợp tạm hoãn hợp đồng. Riêng quy định này thì trong khoản 1 thì quy định là nếu bạn đi nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Khi tạm hoãn hợp đồng lao động về tiền lương thì bạn ít nhất ứng là 1 tháng lương và sau này cũng không phải trả lại cho doanh nghiệp. Trong cái thời gian mà phục vụ nghĩa vụ quân sự thì bạn được hưởng lương từ ngân sách của nhà nước. Do đó thì bạn cũng yên tâm vấn đề tiền lương. Bộ luật lao động thì cũng quy định cũng rất rõ đối với trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động. Tại điều 33 của Bộ luật lao động hiện hành thì khi bạn hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tức là hết thời gian tạm hoãn hợp đồng, thì công ty sẽ nhận bạn trở lại làm việc
trong thời hạn 15 ngày. Tôi nói ví dụ là hết hạn trong 15 ngày thì trong 15 ngày đó thì bạn sẽ quay lại công ty và để tiếp tục làm việc. Và tiền lương thì các chế độ khác thì cũng vẫn thực hiện hưởng theo quy định hiện hành của Bộ Luật Lao Động. Do đó thì cũng bạn cũng yên tâm vấn đề mà mình đi nghĩa vụ quân sự và sau này cái việc làm của mình và tiền lương của mình cũng đã đảm bảo. Thưa quý vị, phần giải đáp của luật gia Trần Văn Triều vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Còn bây giờ, Hoàng Vĩnh, Thảo Hiền xin phép được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị khán giả có một tuần làm việc hiệu quả. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ phát sóng thường lệ 7:40 sáng thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.